bao 23 tuần 2 ngày, Nhã Phí cho các mơ hết ngán sớm nha. Lại tiếp tục với series một ngày ăn uống của bầu. Ngoài món bánh mì thịt bầu đặc biệt thích ăn thì cơm tấm sườn nướng là một món bầu thường xuyên ăn khi mang bầu luôn. Công nhận thịt người ta nướng có bí quyết gì riêng mà miếng thịt nướng rất là vừa ăn, mềm nè, không có bị cứng như thịt nướng ở nhà bầu hay làm. Một hộp như vậy là 20 cành. Lúc nãy bầu mua cơm, bầu có mua thêm một ly sinh tố mãn cầu ít đường và không có đậu phộng. Mới nhìn thì cứ như là nước ngọt đá tía hát cái mơ, uống vào chua chua ngọt ngọt, thơm nhẹ mùi sữa tươi. Tính ra uống sinh tố bơ hoài thì cảm giác rất là dễ ngán. Thì các mơ mình thử với sinh tố mãn cầu đi, uống tới đâu thấy bụng nhẹ nhàng tới đó, ngon lắm. Một ly như vậy là 20 cành sương sương á, sáng giờ bầu cũng xài hết 40 cành rồi. Nhìn cái nồi nước lèo siêu to khổng lồ của mẹ bầu nấu là biết hôm nay ăn bún trừ cơm rồi nha. Trưa chiều tối bầu bằng nhẹ tô bún riêu phiên bản nhà làm nha các mơm. Nước dùng thì mẹ bầu nấu hoàn toàn bằng nước dừa, xương heo rất là ngọt. Ở gần nhà xưởng chuyên làm mứt dừa cũng có lợi lắm, chủ yếu xưởng chỉ lấy cái phần cái dừa để làm mứt, còn phần nước dư họ chia cho xóm làng uống lấy thảo, ngày 5-10 lít lận, nào là để uống rồi kho cá, nấu canh, nấu bún. Vô từ cá mơ mơi, bữa em thiếu ói dì chị uống ngày 1,5 lít nước dừa, tầm vài tuần sau khám lại là đủ nước ói luôn. Chúc cá mơ mình có một thai kỳ khỏe mạnh nha.